Sum Swa cũng bền một tiếng ốc nía, chụm nick nhom xa chỉ thấm mấy, chụm môi nhom say đường chụm lại chụm lại. Ngày đi phong lái, nick nhom mi đường chụm lại chỉ trán, lượt một bằng hàng chụm bền một tiếng ốc nía bàn đạp nấu cứ. Một hai phần mười ruột phép, bảy cầm phái, phái phái, đại thứ ơi nẹt tục sầm nổi nhận bàn, cho bốn phái chào bị cả thọ ruột xăm mánh, cú ơi thun tròn tiệt tử, cho thứ đời vậy, nơi khung ruột phép khẳng cầm nì, bà kết thả, nẹt cầm bông tròn ở một ruột chấm lá, rưỡi ruột sầm nạ tiền nì, vì chiếc bê bự lía, đầm bay ơi nẹt, miếng cá này bật đật bình thái, đò môi cầm đật tiệt, hai ní. Chỉ cá bầm phò cầm nịch khá khá, đầm bấy phiêu sập bài địch riêng, nâng âm pi rập biệt thót, đại nét ai sặc xa bần tham tiệt bán, hay ai vừa vía, đòi khơi rập bò nẹp toal, mà nó mua chùm luôn tiền ní, rồi bán bầm phò đòi cầm nịch toa khốn, rồi bóp buộc kề. Rồi lấy một mười đường chấm lại vàng vốn tiệt này vốn nụ cứ chấm lại nè bom ốp áo nòng kia từ mớ và tập hút chấm lại từ thẻ bị lơ mệt chứa mình chốt nơi vọt bốn khát cầm bông chám rồi chiếc bờ rọt được nung khúm bơi đầm bột sọc sợi sừng thớ khát cầm bông chám bàn nòng kia áo từ mớ và tập hút chấm lại đại miếng từ thẻ mình đá bị lơ mệt chứa nơi đam tre đại sự thân nơi nung vọt prasad vọt tới hải vọt bông hải ban nòng kia dọc tiền thuốc từ bòn sòn xóm dịch đầy sọc phong tiệt đá. Bà ta sầm đầy rồi bỏ lục phò vốn, mẹ không phải đầm bồn bắn pháp ở đằng thá, nơi rửa xìa ngày tì bầm muối, khai minh ná, đi thà, Pratica đầy miền tật lẹ mình đát, nơi lớp đàm chì ní, cứ sự thất nơi không vật bồn, việc bán cả làng cà bị ngày tì buồn mộng lẹ, hai bờ chiếc bờ rọt đầy miền chùm nứa, cật thá, vì chiếc bà tập hồ chùm lại, miền bà mây cắn, nơi lớp đàm chì nụ, rồi thá đàm chì ní, nơi lớp mục tục xà rải cài prớt, lục mẹ không bà mặt to thá, đói sao miền bờ chiếc bờ rọt khá. Mẹ à bây chùm nữa, từ bát nhật thuộc tiền từ bòn sòn, xong dịch đầy sóc, bánh chia nợ hiệp ở bột rụp chừng rái, xanh xế, chia bị xế, chùm ngư COVID đập rạp buồn. Tại giang nát có đói, lục mê khốm, bán nái nòm tới bột chia bột rọt thá, nên mình mê chia bát tập hồ chùm lại vậy tê, bà tam bị nật mứa, cá chẹt đáy, tất đặt lẹ hồ 18. Mẹ chơi này đàm trẻ, ọt đạch nú, cứ bần đàm một bị tực mọt sạch rầy dốm. Nên lỡ đàm trẻ nụ, đột ní, xóm chốt nông khním hiệp ai tiệt tử. Trời nông khním rộng bởi giác, chấm phố chùm ngư COVID đập rộng buồn. Lục bát này nòm đọc bởi chia bồ rốt, trời bẹp má, cà phê tiền ọ khním. Nâng rẻ xa cầm liệt, sơ vật hiệp bọc cố, đám bấy cà phê bị chùm ngư COVID đập rộng buồn. Đại cầm bóng tay liệt bạc khăn giả cốm, nâng khním bởi tế Campuchia nè lời. Lục bát mình chạy thèm tiệt thá, chạy đáy, nơi tháng ngày ní, bấn tốt bị nhóm ăn vừa đầm nai trên bị phốm, bấn tốt tập té. Hai bán chụp sầm rạ nơi cạm đào âm bờ bà răng muối, miền tắc sọ đôi tực sọ, nơi đam trẻ, nơi không vật bốn, đại bờ chia bờ rọt nông nghiệp nhập á, thá, chia bát tập hồ chùm lại nú, tại tắc mình sọ trà nụ tê, lục pho bồn mà mình thèm tiệt há, tụ bấy chỉ rằng ná, lục có khất không bình vô này nóm, đào bờ chia bờ rọt rằng ná, có nơi miền bờ chia bờ rọt khá chứa, nâng miền bờ chia bờ rọt khá mùi chùm nôn tiết nơi tai mình chưa, nơi tai miền cả bần to thứa, nâng cá sầm buông xuống xóm dịch đầy sọc đỏ đài. Rồi lấy một mười đường chấm lạnh vàng tiền này với nụ cứ rút chấm lạ sạch bạc giấy đại thông trình kê nơi lợp hẳn đấy bám phá pra để dẹp về đập chân nám đầm bấy sang sòng rụi ròi cà rếp trong pì xé này bờ tiền đĩa miếng tơ nạ đỏ chá này thom chia đại trời bàn kê mưa khơi lõ bầm phật vì mà chật hán chế tài diệu bị phục lộ cả bắn đạn tuần rùm khn nía rồi viết này dụ cật hán tê chó ẩn đía nâng luộc ăn cố trên nến dụ hệ dốn nâng chiếc chiêng chấm lá sunolas chiết thòm chiết bàn bác tăng pì trong nám pì pon đắp rầm pì chặt tăng pì pê nô mốc việc bắt bằng cả làng nấu cá tiêm tía đó là bảy bàn mồi mình che mình đồn ní cứ chia mình chậm đôi chùm lạ sạt bạc giấy đào thóc mầm phở nơi lười bị phục lục rút chùm lạ bạc giấy đầy miếng mùa thá trà chán miếng sầm nóng rùng quá đó cô ở nhập à vì miếng mình đợi pì rồi phíp đợt tầng rồi 20 phíp nâng cầm bùa 70 phíp rút chùm lạ ní miếng lẹ khăn bị xe lầm ớt nhẹ nâng mình rùng bần thá nâng miếng đôi chia khăn thòng muối đại rôm mình trầu tiền ca tập tành khốn nâng slap sập tọp slap đợt cô ở chập à róm chán chán bàn lệch làng nơi lười đấy đại ăn nuôi nhạt ở nhiều tít chó đào nó lơ cầm pù để slap nâng các ba là bỏ việc phòng đài buộc kết miền bầm nón trầu tới nón chán chán phòng đái rụt riêng sạch bạc giấy bằng cả làng về đón chia đầm bông muối sầm lấp ca sang song à kèm chèm đốn phản đấy vừa ai càng nghe sập bá cứ chỉ càng nghe muối viết mình cụ ở nhẹp at tài rất china sập សម្ព័ន្ធដ៏មិនគួរឲ្យជឿនេះបានធ្វើឲ្យលោកអេនគូនិងក្រុមរបស់គាត់ប្រើប្រាស់រយៈពេលអស់10ឆ្នាំដើម្បីបញ្ចប់វាក្រៅពីការធ្វើឲ្យមានភាពដ៏អស្ចារ្យនៃការរចនានិងស្ថាបកម្ម ក៏មានបដិបត្តិសំខាន់មួយផងដែរចំពោះរូបចម្លាក់ដ៏ធំនេះចានគឺជាតួលេខនិមិត្តរូបនៅក្នុងរឿងរាមាយណៈផងដែរត្រូវបានគេស្គាល់ផងដែរថាជាបក្សីដ៏ថ្លៃថ្នូរនៃប្រភពដើមរបស់ទេវកថារឿងព្រេងថាបក្សីនេះបានព្យាយាមដើម្បីជួយសង្គ្រោះព្រះនាងសីតាដែលជាភរិយាដ៏ល្បីល្បាញរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះរាមការរួមបញ្ចូលនៃព្រះវិស្ណុនិងក្រឹស្ណាសេដាត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយស្ដេចយក្សហើយបក្សីបានជួយការពារនាងបន្ទាប់ពីបានប្រយុទ្ធជាមួយស្ដេចយក្សបក្សីត្រូវបានកាត់ផ្ដាច់ស្លាបខាងឆ្វេងរបស់គាត់ហើយបានរត់គេចខ្លួនជាមួយនឹងសេដាមជ្ឈមណ្ឌលបានសម្រេចចិត្តសរសើរចំពោះការរៀបតួអង្គដ៏ឧត្តមចំពោះសុវត្ថិភាពរបស់ស្ត្រីនិងកិត្តិយសដោយរូបបដិមារូបចម្លាក់នេះជានិមិត្តរូបមួយដែលទទួលស្គាល់ថាជាយុគសម័យមុនពេលមនុស្សសត្វនិងជីវភាពរស់នៅដទៃទៀតថែរក្សាគ្នាទៅវិញទៅមកហើយមនុស្សដូចគ្នារស់នៅដោយសុខសាន្តនៅលើភពផែនដីនេះផងដែរពិតជាចម្លែកណាស់ពេលទៅចាំរាមជំវិញការយកសរីរាង្គរបស់មនុស្សទៅធ្វើជាថ្នាំអ្នកប្រហែលជាធ្លាប់បានឮខ្លះហើយអំពីការយកមនុស្សទៅធ្វើជាថ្នាំប៉ុន្តែមិនមែនជាការយកមនុស្សទាំងមូលទៅធ្វើថ្នាំនោះទេគឺជាការយកសារធាតុពីក្នុងខ្លួនមនុស្សឬសរីរាង្គណាមួយរបស់មនុស្សនេះបើយោងតាមពាក្យចាំរាមដែលត្រូវបានគេយកមកចុះផ្សាយនោះគឺតើគេពិតជាយករាងកាយឬសរីរាង្គរបស់មនុស្សយកទៅធ្វើថ្នាំពិតមែនឬទេអ្នកចូលចិត្តអានសៀវភៅប្រវត្តិសាស្ត្រប្រហែលជាបានដឹងរួចមកហើយថាស្ដេចឆានទី2គឺជាមនុស្សដែលចូលចិត្តរឿងផ្លូវភេទហើយបើយោងតាមពាក្យចាំរាមបានឲ្យដឹងថាស្ដេចអង្គនេះបានបង្កើតឲ្យមានបន្ទប់ពិសោធន៍សម្រាប់ធ្វើការស្រាវជ្រាវរកឆ្នាំសង្កើកម្លាំងនិងជំរុញអារម្មណ៍ផ្លូវភេទក្នុងការស្រាវជ្រាវនោះគេបានរកឃើញថ្នាំម្យ៉ាងដែលផ្សំឡើងពីឆ្អឹងលលាក្បាលរបស់មនុស្សលាយជាមួយនឹងអាភៀនមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះត្រូវបានមនុស្សមួយចំនួនយកទៅធ្វើជាអាហារដោយពួកគេគិតថាវាជាអាហារដែលមានជីវជាតិនិងរសជាតិឆ្ងាញ់ចំណែកឯកាលពីមុនសាកសពរបស់ទារកនៅក្នុងផ្ទៃក៏ត្រូវបានគេយកមកចម្រាញ់ធ្វើជាម្សៅដើម្បីប្រើប្រាស់ក្នុងការព្យាបាលជំងឺហឺតផងដែរមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះរូបមន្តទាំងនេះត្រូវបានគេលះបង់ចោលស្ទើរតែទាំងស្រុងទៅហើយពីព្រោះតែការវិវត្តនៃវិទ្យាសាស្ត្រគេបានប្រើប្រាស់ថ្នាំពេទ្យជំនួសវិញពីព្រោះតែវាមានប្រសិទ្ធភាពជាងហើយម្យ៉ាងវិញទៀតមនុស្សគិតថាអំពើដែលយកសារធាតុរបស់មនុស្សធ្វើជាថ្នាំគឺជារឿងដ៏ខុសខើណាស់ក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះរឿងរ៉ាវចម្លែកទាំងប្រមាណនៅខាងលើនេះសូមនិមន្តថាចប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនដែលតាមដានស្ដាប់តាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ដើម្បីជាការលើកទឹកចិត្តដល់ក្រុមការងាររបស់យើងខ្ញុំនិងចង់បានវីដេអូដែលនេះខ្ញុំអាប់ឡូតនៅពេលក្រោយៗទៀតគ្រាន់តែចុច Subscribe ពុកម៉ែបងប្អូនណាដែលមានភាសាខ្មែរគ្រាន់តែចុចពាក្យថាជាវឬរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូដែលខ្ញុំអាប់ឡូតនៅពេលក្រោយៗទៀតសូមបញ្ជាក់ក្រុមការងាររបស់យើងខ្ញុំមាន Channel YouTube យ៉ាងច្រើនដែលផ្ដល់ជូននៅអត្ថប្រយោជន៍ដ៏សម្បូរបែបដូចជាអត្ថប្រយោជន៍រុក្ខជាតិទូទាំងសកលលោកដល់ជូននៅចំណឺឥតព្រំដែននៅលើសកលលោកដល់លោកអ្នកនៅនីតិសុខភាពសកលដល់ជូននៅដំណើរកំសាន្តនៅលើពិភពលោកការនាំលោកអ្នកទៅទស្សនានៅរូបភាពដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ដល់លោកអ្នកនៅនិទានរឿងសាមកកដល់ជូននៅព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានជាតិទាន់ហេតុការណ៍ដល់ទៅកាន់លោកអ្នកនៅគំនិតអប់រំសម្រាប់អ្នកដែលបាត់បង់ទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯងដល់ជូននៅព័ត៌មានអន្តរជាតិទាន់ហេតុការណ៍ Channel YouTube ទាំងអស់នេះក្រុមការងារយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបានដាក់ link ក្នុង descriptionសម្រាប់លោកអ្នកចង់ចូលទៅទស្សនាឬក៏តាមដានស្ដាប់នោះលោកអ្នកគ្រាន់តែចុចទៅលើសញ្ញាព្រួញតូចមួយមាននៅខាងស្ដាំដៃផ្នែកខាងក្រោមនោះលោកអ្នកអូសទៅលើនឹងឃើញចំណងជើងនីមួយៗលោកអ្នកគ្រាន់តែចុចទៅលើចំណងជើងណាមួយដែលលោកអ្នកចង់ចូលទស្សនានោះវាលោតចូលទូរស័ព្ទរបស់លោកអ្នកដោយអូតូម៉ាទិកតែម្ដងខណៈពេលនេះក្រុមការងាររបស់យើងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា